Bị bà Phương Hằng tố ém 96 tỷ tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng nói gì? Sau khi bị bà Phương Hằng tố làm từ thiện không minh bạch, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về sự việc. Sáng 25 tháng 8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân khi vướng lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi từ thiện. Trước đó, nam ca sĩ bị bà Phương Hằng gọi tên trên livestream tối 24 tháng 8. Cụ thể, phía này cho biết đang giữ khoảng 2 kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của giọng ca xin lỗi tình yêu. Với số liệu trên, bà Phương Hằng cho rằng số tiền từ thiện thực sự nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên đến hơn 96 tỷ đồng. Con số chênh lệch rất nhiều so với số tiền 1,8 tỷ đồng nam ca sĩ công bố trước đó. Trước sự xôn xao của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng phủ nhận. Anh nói, tôi thấy buồn cười vì người ta dựng chuyện trắng trợn. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Anh xác nhận việc mình sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp từ thiện là có thật. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, số tài khoản làm từ thiện đúng là tài khoản cá nhân của tôi. Từ đợt dịch đầu tiên năm 2020, tôi đã cho lấy tài khoản đó để gây quỹ giúp tuyến đầu chống dịch. Nếu việc tôi làm đúng những gì cô ấy, bà Phương Hằng tố thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng. Anh nói thêm, tôi chờ đợi mọi việc được sáng tỏ, để lấy lại mọi thứ, danh dự, uy tín. Tôi có tất cả chứng cứ về công việc thiện nguyện, về sổ sách. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng bị bà Phương Hằng réo tên trên mạng xã hội như Hoài Linh, Hồng Vân, Vy Oanh. Trong đó, việc nghệ sĩ Hải Hoài Linh bị tố ngâm tiền từ thiện khiến dân mạng phẫn nộ. Trước sự bức xúc của dư luận, nam danh Hải đã đăng clip phân trần, nhanh chóng giải ngân số tiền từ thiện cho các địa phương trong tháng 5 vừa qua.